Dạ, chào tất cả anh chị. Chào mừng anh chị mình quay trở lại với kênh Kinh nghiệm trồng hành thực tế của kỹ sư Minh. Hôm nay mình quay trở lại cái đấm hành mới trồng được 4 ngày. Thì hiện giờ bây giờ là gần cuối tháng 7 rồi. Tháng 7 dương lịch mọi người thấy là hiện giờ tình hình bão rất là nhiều. Nghe nói là dự báo là có thể là bão nó sẽ còn kéo dài nữa. Bên em nó dự báo thì khoảng 20 tháng 7 thì mới bắt đầu có ngơi. Nhưng mà không biết là từ đây tới đó thì có thêm bão, cái cơn bão nào vô nó không thì mình không biết. Thì khi mà mọi người biết đó, mưa nhiều á thì nó sẽ làm cho cây hành của mình là nước nó dư rất là nhiều. Và đặc biệt là những cái hành mới trồng nữa, thì mới trồng là cây hành nó bị tổn thương rễ rất là nhiều. Như vậy thì cái điều mà quan trọng sau này của mình như thế này là mình sẽ làm sao mình quản lý được cái cây hành nó chống chọi khỏi cái bệnh, mà đặc biệt là quan trọng trong cái mùa mưa này là cái bệnh thối gốc. Thối gốc là bệnh nó thối, thường thường nó sẽ thối ngay đây nè cho mọi người. Thì cái bệnh thối gốc này á, thường nó sẽ xuất hiện khi mà cây hành của mình là tới giai đoạn khoảng 20 ngày. Thì tới 20 ngày thì lúc đó là bệnh nó đã biểu hiện ra ngoài rồi. Thì mà biểu hiện ra ngoài thì nó sẽ ảnh hưởng đến ít nhiều, ảnh hưởng tới cái hành của mình. Như vậy thì mình có cái cách nào để mà mình quản lý ngay từ đầu cái bệnh mà thối gốc này không, thối rễ này không? Thì hiện tại á, là theo như mà cái nghiên cứu của em mình qua nhiều cái vụ đó thì em mình thấy như thế này nè, thì mình sẽ kết hợp giữa ba bước. Thì ba bước để mà mình làm cho cây hành của mình đó, nó giảm thiểu cái tỷ lệ mà bệnh thối gốc một cách tối đa luôn và triệt để luôn, và đặc biệt là cây hành của mình nó sẽ rất là khỏe, sẽ được bảo vệ rất là tốt để cái giai đoạn đầu. Thì ba bước đó là gì? Bước thứ nhất là gì? Bước thứ hai là gì? Bước thứ ba là gì? Dạ thưa anh chị, cái bước thứ nhất là gì? Cái bước thứ nhất là khi mà anh chị em mình mà làm clip á, thì trước khi mà mấy anh chị em mình tủ gom như thế này nè mà bắt đầu chuẩn bị trồng đó, thì mấy anh chị em mình có một cái cử xịt cỏ diệt mầm. Thì khi mà dịch xịt diệt mầm gì đó thì anh chị mình cố gắng cho em pha thêm một ít, một là anh Vin nè, hai là anh Vin thường hay anh Vin xịn thì cũng được, hai là có thể là tùng xin nè, ba có thể Gidomingon nè, bốn có thể là tin super nè, hoặc là bất kỳ cái thuốc nào mà trị nấm của anh chị em mình. Thì mấy anh chị em mình là trộn chung với cái thuốc cỏ diệt mầm luôn, mình xịt trực tiếp lên trên mặt ruộng này luôn, xịt trực tiếp lên mặt ruộng để làm gì? Để cho sát khuẩn cái bề mặt của cái mặt clip của mình một cái. Thì sau khi mà mình quản lý được cái đó một cái á, thì cái điều thứ hai đó là khi mà cái cây của mình trồng đó, thì mọi người biết là cái rễ đầu tiên của nó sẽ hư, nó sẽ cái rễ đầu tiên nó không thể nào mà nó hút dinh dưỡng được, tại vì nó bị tác động bởi cái lúc mình trồng xuống á thì mình đè xuống, anh chị mình thường là đè nhắn nhắn xuống, đè xuống như là thì cái rễ nó sẽ hư. Mà cái rễ nó hư á thì cái cây của mình nó bị một cái vết thương cơ giới thì nó cũng rất là dễ bị cái tình trạng là bị thối rễ. Cái thứ hai nữa đó, khi mà anh chị em mình trồng á mà gặp cái thời tiết mưa như thế này nè thì cái lượng nước nó rất là nhiều, thì đòi hỏi á là cái mặt clip của mình nó cũng rất là ẩm luôn, thì đòi hỏi làm sao mà cho cái rễ của mình nó phải ra rễ mới thiệt là nhanh để nó hút bớt cái nước ở trong cái clip của mình, để cho cái clip mình không có bị tình trạng ứ nước. Đặc biệt là những cái anh chị em nào mà mình trồng hành mà cái clip mình bón tro nhiều đó thì cái clip là cực kỳ ẩm trong mùa mưa luôn. Mà nếu như cái rễ của mình mà cái cây không hút được nước và cái rễ nó ra nó yếu đó, thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là cái clip mình, cái đáy clip mình như thế này nè mọi người, lúc nào nó cũng có nước hết trơn á, mà càng nước ở dưới này càng nhiều là cái rễ của mình, cái hành của mình á, đặc biệt là cái hành gốc đỏ này, ra rễ bao nhiêu là nó sẽ cháy đọt bấy nhiêu, đọt nào ra là cháy đọt đó, cháy hoài 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 không thể khắc phục. Và khi mà biểu hiện như vậy rồi thì rất là khó để khắc phục luôn, không thể nào mà khắc phục được cái tình trạng mà cháy đọt trên cái hành gốc đỏ được, là do cái đáy clip của mình á là cái nó quá ẩm, mà cái lượng, cái sức hút nước của cái cây cây của mình nó yếu hơn là, và yếu hơn rất là nhiều so với cái lượng nước có sẵn ở trong cái clip, thì nó dẫn đến cái tình trạng là ứ nước hoài, dẫn đến cái cây của mình bị ngợp rễ là nó cháy đọt. Như vậy thì mình đã khắc phục cái tình trạng đó như thế nào, là anh chị em mình nên xịt càng sớm càng tốt cái Mixer 01. Thì theo như cái ruộng này đây thì em khuyến cáo là mình sẽ xịt sau khi trồng 4 ngày, thì hiện tại là bữa nay là 4 ngày nè, thì bữa nay nông dân bắt đầu sẽ tiến hành xịt nè. Xịt để làm gì? Cộng với cái thời tiết mưa này nè, mưa lất phất này, mọi người xịt cái Mixer 01 là hoàn toàn bình thường. Tại vì cái Mixer 01 của em á, là chỉ cần xịt vô thì 5 phút sau là nó đã hiệu quả rồi. Đó, thì mọi người xịt vô đặng cho cái cây ra rễ thiệt là nhanh nè. Đặng nó, cây nào nó cũng đều ra rễ đều hết và nhanh hết. Nên khi mà mưa đó, cái lượng nước trong cái clip của mình sẽ được rút lên một cách đồng loạt. Đặng cây nó lấy nước nó xài, nó rút đồng loạt. Vì vậy thì cái lượng nước của mình nó không có bị cái tình trạng mà nó dư nước ở trong cái đá clip của mình. Hạn chế rất là nhiều cái chuyện đó.
Thì đó là cái thứ hai, bắt đầu ngăn ngừa cái tình trạng khói gốc khói gãy do tình trạng bị dư nước cô liếp bị ngập gãy. Vậy thì còn cái bước thứ ba là gì? Bước thứ ba là tới khoảng 7 ngày sau khi mà mình xịt cái mixer 01 đó thì cây bắt đầu nó có gãy rồi, bắt đầu nó sẽ có cái nhu cầu sử dụng phân. Thì lúc đó anh chị em mình gãy phân nhớ trộn giùm em vô nè, tù xin nè, ok nè, cộng với cấp berion, ba thứ đó mình trộn chung vô phân, mình gãi trực tiếp lên mặt clip xong, tưới nước xong thì mình sẽ sát khuẩn thêm một lần nữa cái clip của mình. Vậy thì cái tình trạng thối gãy ngay cái giai đoạn đầu á là được kiểm soát gần như là triệt để, gần như là 90 đến 95% là cái cây của mình nó sẽ không bị thối gãy nữa. Đó là cái cách mà giúp mà bảo vệ cho anh chị em mình cây hành để mà an toàn nhất trong cái giai đoạn 20 ngày đầu, không có bị cái tình trạng thối gốc thối rễ mà cây phát triển rất là mạnh, rất là khỏe luôn, và chi phí cực kỳ thấp luôn. Thì nếu anh chị em nào mà chuẩn bị xuống giống hành đó mà có thắc mắc gì đó, hay là có kỹ thuật, những cái kỹ thuật chia sẻ thực tế bên em mình đó, thì có thể em liên hệ mình qua số hotline 0939 706 406 để cùng nhau mà mình tư vấn, mình chia sẻ và mình đưa ra những cái kiến thức để mà mình trồng hành làm sao mà giảm chi phí, năng suất tối đa nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại video clip tiếp theo.